Việt Nam và Israel đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Hai nước đang tiến hành đẩy nhanh đàm phán tiến tới sớm ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Israel, khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác trực tiếp nhằm tăng cường trao đổi thương mại, đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Tại hội thảo xúc tiến thương mại sang thị trường Israel do Cục xúc tiến thương mại tổ chức, đại diện Cục xúc tiến thương mại cho biết, năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Israel đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của Việt Nam sang Israel đạt 712,1 triệu đô la Mỹ, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Israel gồm thủy sản, hạt điều, cà phê, giày dép, hàng dệt may và nhập khẩu từ Israel khoảng 345,3 triệu đô la Mỹ, gồm các mặt hàng như phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc thiết bị công nghệ cao, hóa chất và dược phẩm, máy vi tính. Hiện Israel có 26 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, chuyển giao công nghệ, y tế với tổng số vốn gần 47,3 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 56 trên 116 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hội thảo này là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin thị trường, trao đổi kinh nghiệm và lưu ý khi xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ với các đối tác Israel nhằm thiết lập quan hệ và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.